thực hiện theo cái giáo điều của Đức Phật và Đức Thầy, là coi như để chúng sanh mình nhìn theo đó mà tu. Khi ông sư này lỗi bộ là tại vì thực hiện ngày xưa Đức Phật Thích Ca ngài cũng gọi dùng ngài lỗ bộ, tất cả ngài ở đâu ngài cũng lỗ bộ hết. Yeah. Đi đâu ngài cũng quá duyên qua cho đại chúng mà để độ, tùy theo cái duyên phẩm hạnh mà để độ chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đà Phật và kính thưa chú Sáu. Và hôm nay thì ngày chủ nhật là chú Sáu vẫn còn làm việc ha. Còn làm việc chứ. Không có nghỉ ngày nào hết hả chú? Không. Làm suốt luôn. Suốt luôn, chủ nhật gì cũng làm hết. Dạ. Rồi hôm nay thì con qua đây thăm chú sớm, đặng con còn về núi cũng một số công việc. Thì được những vị mạnh thường quân gửi tiền cho chú Sáu để trợ giúp cho bên nhà thuốc, rồi chạy hòm nuôi những người bệnh đồ chú. Rồi đây là một là anh Sơn là gửi chú Sáu mâm 2 triệu ngày 26 tháng 4. Đây 2 triệu của anh Sơn. Và tiếp theo là để là cô Hai ở Thốt Nốt gửi cho chú Sáu mâm 2 triệu. Đây 2 triệu. Tiếp theo là Hồ Văn Thanh xin gửi cho chú Sáu mâm là 5 triệu. Rồi đây 5 triệu. Và tiếp theo là Lê Thị Kim gửi chú Sáu mâm là 600 ngàn. Rồi đây 600 ngàn. Rồi đây là những vị mạnh thường quân đã cùng đồng hành với con đã trải qua rất là lâu để hộ tất cả những hoàn cảnh. Rồi thì nhà chú Sáu cũng có đôi lời gửi đến quý vị mạnh thường quân ha. Nam mô Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Phật, lễ kính Đức Thầy. Và kính thưa quý vị, được biết hôm nay vào ngày mùng 5 tháng 3 tháng tư chú, tháng tư, yeah. Niên Giáp Thìn cũng đúng vào ngày mà cháu thành hậu để đến để trao tiền cho các mạnh thường quân trong và ngoài nước có cái tấm lòng để lo cho phòng thuốc nam và nghĩa trang trại hòm, ăn uống ở đây các tổng các chi phí mà các mạnh thường quân có tấm lòng vàng để gửi cho cháu hậu để đem đến đây để là trợ giúp, vì tôi xin đại diện cho phòng thuốc nam ở ấp An Bình, xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, xin đa tạ công đức của quý vị các mạnh thường quân có tấm lòng vàng. Khi dứt lời, chúc quý vị có tài có đức có phước có lộc để lo cho bá tánh, giờ lo cho thêm nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô Đà Phật. Thì hôm nay thành hậu đến để hỗ trợ cũng như là đem số tiền của mạnh thường quân đến đây để trợ cho chú Sáu. Thì xin chân thành cảm ơn và chúc cho quý vị mạnh thường quân luôn luôn được an lạc và làm ăn được phát tài phát lộc. Thì thưa quý vị và kính thưa chú Sáu, thì mấy ngày nay ở trên mạng cũng có xuất hiện một vị sư, tức là ông vị sư đó là tu cái hạnh Đầu Đà đó, là đi bộ từ ở đây nè mà đi ra tới gần Hà Nội, đi tới đâu người ta cho cái gì thì cho ăn đồ chay nha.
không có ăn mặn cho là ăn. Giò thì không ăn dép, đầu không đội nón nữa. Vậy thì cái công hạnh đó ổng là tam y nhất bát đó, là tức là có ba bộ y à, với một cái bình bát thôi. Vậy thì nhờ chú nói lên cho bà con biết đây là một cái hạnh cũng như là theo cái gương Đức Phật ngày xưa, phải không chú Sáu? Dạ. Yeah. Cái số người ta không biết, người ta nói sao mà ổng tu gì lạ quá. Dạ. Yeah. Ông sư này đó thì xuất hiện ra bây giờ đó là coi như là cái ông sư này là ở đâu vậy cháu? Cái quê ổng đâu ở vùng ngoài á, nhưng mà ổng đi bộ là xuyên suốt đi hoài vậy đó ha. Là mưa nắng gì ổng cũng đi, nhưng mà tối về cái ổng ngồi gốc cây hoặc là mấy hiên nhà gì đó, ổng thiền vậy đó. Và cái số người ta không biết, ta nói là ổng tu cái hạnh gì lạ quá, không biết biết có phải giống như Đức Phật ngày xưa không. Đó. Cũng nhờ chú Sáu chia sẻ cho bà con người ta biết được á chú. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cháu Thành Hậu có hỏi qua cái một quý vị ông sư coi như là đi khổ hạnh đầu đà mà đi tu. Dạ. Yeah. Gọi là lỗi bộ. Dạ. Yeah. Mà ông nhiều bà con và bá tánh là ông sư này ông tu không biết cái hạnh gì mà thấy lạ. Dạ. Yeah. Xin tu đáp. Bị ngày xưa đó Đức Phật Thích Ca còn đang trụ tại thế. Dạ. Yeah. Khi Phật Thích khi là Sĩ Đạt Ta còn ở tại thế, gọi là ngài là con của vua Tịnh Phạn Dương. Dạ. Yeah. Hoàng hậu là Ma Gia, gọi là coi như là ngài muốn xuất gia tầm đạo đi tu mà cũng khó khăn lắm quý vị. Yeah. Mà khi xin vua xuất gia đi tu mà vua cũng chưa có hứa được, thành ra Đức Thầy có nhắc lại mình vàng thái tử ngôi còn bỏ, dốc ngọc đông cung phế tước liền. Thành ra mình thấy khi Sĩ Đạt Ta ở còn tại đền vua Tịnh Phạn Dương, hoàng hậu là Ma Gia ở vùng ở nơi Ấn Độ, khi ngài muốn xin vua cha đi tu mà vua cha cũng chưa có hứa, rồi ngài mới nằm nghỉ đó, khi mà quán tưởng cũng đâu cũng cả tháng mấy tháng trường, vua cha không cho đi tu thì buồn rồi, mà điều cái tâm trí thì dứt tâm là phải đi tu thôi, bị gì có duyên với Phật từ đời lý kiếp tới bây giờ Thượng Quan Thánh Đức tới bây giờ, gọi là khi mà Đức Phật A Di Đà, Phật Tổ Thích Ca là tất nhiên ngài cũng có cái là ngai ngôi vị hết. Các bờ bực Phật này là khi ngày xưa Phật Thích Ca ngài cũng khổ não vô cùng mới gọi là thành Phật. Đức Phật A Di Đà cũng vậy, gọi là cũng khổ vô cùng, bố thí tất cả cho chúng sanh hết, con cái gì cũng bố thí hết. 100 con đi xuống dưới lên non, 100 người đi xuống dưới biển đều ngài bố thí hết. Lên non xuống biển gì tu cũng đạt được kết quả mà ráng lo tu. Huống chi coi như sau này có nhiều cái vị ở đất nước miền Nam Bộ của mình, sư hay là hoặc những quý vị tu sĩ cư sĩ mà thực hiện theo cái giáo điều của Đức Phật và Đức Thầy, là coi như để chúng sanh mình nhìn theo đó mà tu. Khi ông sư này lỗi bộ là tại vì thực hiện ngày xưa Đức Phật Thích Ca ngài cũng gọi dùng ngài lỗi bộ, tất cả ngài ở đâu ngài cũng lỗi bộ hết.
Đi đâu ngài cũng quá duyên qua cho đại chúng mà để độ, tùy theo cái duyên phẩm hạnh mà để độ chúng. Khắc thực này là gì? Để gieo duyên với đại chúng. Và đi đâu coi như tất cả đi xa rằng gì, thì bà con mà có cái đạo pha, có biết đạo, thì coi như là nhìn theo đó mà cái gương hạnh khổ hạnh này, mà ngài quý vị sư này mà còn lộ bộ mà đi tu như vậy, một ngày chỉ dùng có một bát cơm mà thôi để gieo duyên với đại chúng, để độ chúng. Trước độ mình sao lại toan độ chúng, ấy là câu chủng của Phật gia. Đừng lầm nồi niệm Di Đà, mặc ai sống chết mà chẳng ra giúp vua. Ngồi niệm Phật niệm cho đến chết chẳng có thành chi hết mà mong. Mà cái này ông sư này đó thì ông hành theo hai cái giới luật. Một là cái hạnh xuất gia, hai là hạng tại gia, để gieo duyên với đại chúng, để gieo duyên với mọi người. Mà nhìn theo cái gương hạnh đó, ngài coi như không phải là thiếu cái việc gì, mà thì tại vì cái tâm coi như nhất trí để lo tu, để tầm con đường giải thoát mà khổ hạnh như thế đó, mà cũng dẫn lội biết mấy trăm ngàn cây số nào, không biết mấy chục ngàn cây số nào, mà nhất tâm rồi thì cũng chờ quần lại chỉ một cây mà thôi. Thành ra mình nhất cái việc gì mình làm cũng vậy, tu hay là hoặc không tu, mà mình hướng về đạo mà để trợ cho nhà sư, hay là hoặc coi như là mình giác ngộ, mình thấy cái gương hạnh nó mình tu siết nữa, thì tất nhiên thời kỳ này Đức Phật và Đức Thầy nói thấy buổi khổ mau mau tránh khổ, hay tìm vào nơi chỗ an cư, học câu hỷ xả đại từ. Cái này nhà sư này là hỷ xả, là ngài buông bỏ tất cả hết để học theo cái gương hạnh của Đức Phật Thích Ca. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca, ngài ở nơi Ấn Độ, ngài là Sĩ Đạt Ta, ngài xin vua cha có ba điều. Một là coi như mà vua làm sao cho con trẻ mãi, chẳng già, chẳng bệnh, chẳng đau. Thì vua cha, vua Tịnh Phạn Vương, ngài không có làm được. Xin ba điều mà ngài rất không làm được. Thì Sĩ Đạt Ta mới quỳ trước mặt vua Tịnh Phạn Vương, dạ bạch muôn tâu bệ hạ, đây con xin vua và hoàng hậu cho con xuất gia. Khi mà ngài xuất gia rồi đó là ngài trốn, quý vị ơi, mình vàng thái tử ngôi còn bỏ, dốc ngọc đông cung phế tước liền. Khi đó ngài xuất gia tầm đạo, ngài đi dạo bốn cửa thành, gọi là bốn cửa thành thấy sanh lão bệnh tử, gọi là ngài gì mấy nghiệm tứ khổ, nên ngài tầm đạo lo tu tỉnh, mặc ai kiêu ngạo, diệt lục căn đừng nhiễm lục trần, chữ sắc thinh chứ có hầu gần, hương với vị sắc trần nên lánh, chữ sức pháp treo gương hiền thánh, chánh sáu đường mới đặng dài về thần. Thành ra ngài nói coi như mình bây giờ mình tu á, là về thần thì cũng coi như trở lại cũng lưng hồi, hay hoặc về cõi tiên cũng lưng hồi, cõi người cũng lưng hồi. Ngài bò xuất gia, ngài lo tu, gọi là kho bạc của ngài, kho lương thực của ngài, ngài xin vua bố thí cho các ba tánh hết. Gọi là khi bố thí rồi là ngài mới đi tu. Khi đi tu, ngài tu khổ hạnh đầu đà, gọi là đi vô trong rừng, ngài đi tu mà gặp bốn vị anh em Kiều Trần Như, năm anh em Kiều Trần Như, gọi là năm anh em. Người thì đứng, một người thì ngồi, một người thì treo tay, đánh ngài ạch ạch. Thành ra ngài nói phương pháp này hành đạo coi như là hành xác quá, là làm theo cái phương pháp này không đặng. Ngài mới quán tưởng, ngài cũng đi vô vào rừng, mà ngài nhờ ngồi bán già và kiết già, ngài niệm Phật, ngài mới quán. Khi ngài thực hiện ngài quán rồi thì ngài đi con đường trung đạo, quý vị. Trung đạo là chẳng nên hành sát, ép sát, dưỡng dưỡng sát thịt,
quá ư sung sướng thì cũng sanh tệ. Khi ngài trở lại, ngài quán con đường trung đạo, ngài đi rồi là cấp đó là ngài Sĩ Đạt Ta, ngồi ngay chân chỗ cái dòng sông Aruma. Thì khi ngài đứng lên rồi thì ngài chưa biết ngài là đắc đạo. Khi ngài nguyện với cái suối vàng, nếu tôi mà có đắc đạo thì trở lại sau này chúng sanh khổ cách mấy ở đâu cũng vậy. Khi ở trên ở trên thế gian hay là hoặc khắp nơi vũ trụ và địa ngục nào cũng vậy, ngài đều cứu độ chúng sanh hết, không bỏ hết, không bỏ chúng sanh. Thành ra ngài khi nguyện rồi thì Sĩ Đạt Ta nguyện rồi thì nếu mà chứng tu đắc đạo thì tôi luyện cái bát vàng, đưa cái bát vàng này xuống dòng suối, suối chảy ầm ầm quý vị ơi. Thì khi đưa cái bát vàng xuống dòng suối rồi thì chảy nước ngược không, đi nước ngược. Nước ngược chảy nghe pho pho cũng như chiếc bo bo mà chảy. Thành ra ngài chứng quả tại đó. Thành ra Đức Thầy nói mắt nhìn lượng sóng Aruma, hãy chứng cho lòng Sĩ Đạt Ta. Khi ngài đi lúc đó ngài hành đạo đắc, khi đã tới đắc đạo là ngài hành đạo không biết mấy trăm ngàn cây số vuông nào hết. Điều ngài lộ bộ không, đi khắc thực lội bộ quý vị. Gọi là lội bộ, đi tới đâu là gieo duyên chứ đại chúng. Tới đó, khi đi tới cái chỗ là bà lão ăn mày, ngài mới gọi là thấy bà lão ăn mày tội nghiệp, ngài mới thiết qua một cái tràng pháp. Thì bà dâng dầu cúng dường cho Phật, gọi là bà đi ăn xin mà được là một đồng, chủ tiệm hùng một đồng, rồi là gọi là hai đồng. Khi đem đến cúng dường cho Phật là cả gia tài của bà lão ăn mày này đều coi như là hết. Thì khi như vậy rồi thì khi lại Phật mới chứng nhận cái tấm lòng của bà lão ăn mày, thì Đức Phật thiết qua một tràng pháp quý vị, thì bà lão ăn mày chứng quả A La Hán Phật. Thì ngày xưa Đức Phật Thích Ca khổ hạnh đầu đà, gọi là đi lộ bộ, không mang dép, không đội nón, không gì hết, đi không biết cả vũ trụ nào hết. Thì thành ra các nhà, cái nhà quý vị sư đại, ông sư này gọi là nếu mà ông thực hiện như vậy là đại sư rồi. Thành ra ông đi vũ trụ hết trơn là ông noi gương theo Đức Phật Thích Ca. Quý vị phải nhìn theo đó mà coi theo đó mà cái gương hạnh đó để lo tu. Thành ra ông sư này gọi là tất cả thân quyến của ông là bây giờ là cả vũ trụ, là thế gian này cũng của nhà sư. Tại sao? Có chứng minh Đức Thầy có nhắc. Đức Thầy là đệ tử trung thành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài nhắc gọi là coi như Ngài nhắc là đệ tử trung thành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài nhắc mình mà khi Ngài nhắc mà lỗi bộ, bỏ cái chỗ đó, coi như cái gương hạnh tất cả của chúng sanh là đều là cũng là có cái thân này đều cũng bỏ. Gọi là Đức Thầy nhắc cái giai đoạn gia đình nhà cửa của nhà sư thì cả thế gian thân quyến của nhà sư thì khắp cả nhân loại đại đồng. Hạng ấy tu cho mau thành Phật quả, thoát kiếp luân hồi. Thành ra ở thế gian này chùa chiền gì cũng gọi là chung hết tất cả, không có cái gì của nhà sư hết. Thành ra ông sư này ông hành theo cái khổ hạnh đầu đà này là đúng cái gương hạnh của Phật Thích Ca chỉ dạy cho ông. Thành ra chùa nhà cửa đều ổng lìa bỏ hết tất cả, bây giờ ổng đi chỉ có cái thân của ổng với cái y áo của ổng thôi để thực hiện lo tu, để chúng sanh đó lo tu, để giải cái nghiệp cho mình. Gọi là niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, hiền từ thầy rước lại non bồng. Thành ra thời gian này ở đất nước Việt Nam của mình gọi là Bồ Tát với Phật thị hiện xuống vô số kể quý vị.
Thành ra khuyên rằng trong và ngoài nước bây giờ có tiền tài vật chất của cải, mình gán lo bố thí cho dân nghèo và cho các cơ sở từ thiện nào là làm cho nó đạt được kết quả, gửi cho cháu Thành Hậu và cháu Châu Phú và Tấn Dũng và Lang Thang để giúp đỡ cho mọi người nghèo và tất cả cơ sở từ thiện là khổ khó gì, nhà cửa sập gì, cái hoàn cảnh gì tới thì các quý vị trong và ngoài nước gán trợ. Cái đó là để dành ngày sau mà thôi, bị gì cái bực của Phật Thích Ca mà ngài còn thiếu chi cái việc gì không có, mà quý vị biết ngài còn bỏ hết, ngài còn phò còn hổ qua bỏ mà để bố thí cho nhân sanh hết tất cả rồi ngài đi tu. Không có gì ngài muốn có vàng có vàng, muốn kho lúa bạc, có cái gì cũng có, mà ngài nó không có bền chắc. Quý vị ơi, chỉ tu là đắc đạo để cứu hết nhân sanh mà thôi. Thành ra đến đây thì Đức Thầy có chỉ dạy mình gán tu để chết, đừng có chờ chết đến mà chẳng có tu. Việc tu thân thiện tính hững hờ, chừng quả đến e cho khó tránh. Nhưng cái việc vừa qua quý vị thấy nắng nôi đùa, coi như là trời đất gọi là nắng vô số kể, gọi là cái nghiệp quả của mình. Dạ, chú Sáu đang nói nghiệp chuyện, quả của mình tạo thì mình gieo mình phải trả thôi quý vị. Gọi là hạn hán là gì? Hạn hán đây là gọi là trên trời, gọi là ông vua ở cõi trời, ngài là thiên hoàng, gọi là chúng sanh của mình, cái nghiệp của chúng sanh của mình tạo quá xa. Căng căng để càng nghe rồi sao không? Tạo quá nhiều, bây giờ phải trả quả quý vị ơi. Thành ra bây giờ lớp là cái năm nay là nắng nôi đủ thứ, nước không có uống là cái dùng ở Rò Công, Tiền Giang và ở Cà Mau, gọi là gì? Dùng đó quý vị thấy người tu cũng có mà ít. Sát sanh thì rất nhiều, gọi là trời Phật xây chuyển để cảnh cáo vậy thôi, chứ không phải là để cho mình giác ngộ mình tu vậy thôi, chứ không phải là ông trời ông hại mình, không phải vậy. Thành ra khuyên rằng quý vị ráng lo tu mà sau này coi như mình được hưởng, Đức Thầy nói kẻ hiền đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà, lại được rần bệ ngọc long sa, coi chư quốc tranh giành châu báu. Thành ra sau này Đức Thầy chỉ chấm có hai người thôi, chung với hiếu, ta nên trao chĩa hiền với lương bổn đạo gèn lòng, thường nguyện cầu siêu độ tổ tông với ba tánh vạn dân vô sự. Đến đây thành ra tôi khuyên rằng trong và ngoài nước gán ăn chay cúng lại niệm Phật và gán tu để thái bình, coi như là an lạc thái bình để cho gia đình của mình được an vui và mừng có ăn quý vị ơi. Mình chỉ có niệm Phật làm phước là mình để dí một bồ lúa, gọi là cái bồ lúa đó còn trường tồn vĩnh viễn, mừng chơi ăn thiệt, gọi là cái phước đức mình gieo cho bá tánh vô cùng khắp nơi nơi hết. Thành ra ban rải khắp nơi nơi hết. Thành ra cái gương hạnh của này là gương hạnh của ai? Gọi là hạnh của Phật Thích Ca và hạnh của ông Kép Cô Độc. Vừa qua tôi nhắc cái gương hạnh của Phật Thích Ca, bây giờ tới ông Kép Cô Độc là nhà bá hộ, còn đành lòng bố thí xả thân, chữ vinh hoa phú quý chẳng cần, miễn hiểu đạo hay hơn là châu báu. Thành ra quý vị biết mình bây giờ có tiền có bạc, mình biết gửi đâu bây giờ, gửi ngân hàng thì cũng còn sợ, mà để ở nhà cũng sợ, gửi đâu quý vị? Gửi ngân hàng Tây Phương,
để giúp ích cho đời là lời lãi, chừng nữa Phật ban cho mình được chứng quả, khỏi sợ hết cái gì hết. Thành ra khuyên rằng quý vị gắng lo làm phước, không làm phước thiện thì quả e mang nghèo, lửa cho phải cột phải kèo, phải dai phải dế mà theo kẻo lầm. Thành ra tới đây cháu Thành Hậu vừa qua là coi như hàng tháng nào cháu cũng đưa đem qua, thấy tôi lỗ mũi đóng khói đèn và bệnh tim thì cháu qua chợ để giúp ích cho bà bá tánh ở đây, dân ăn ô quý vị nằm bệnh ăn uống ở đây, và đi mua thuốc và đi là chi phí hòm gương sơn hòm đồ quý vị ơi. Khi mà muốn hết tiền rồi bắt đầu lên trên võng nằm, trái tim đánh như bình bịch nó hảo mệt, bị lo cho bá tánh mà. Thành ra lo cho đời quên dốc ốm gầy quý vị, lo giết rồi bắt đầu coi như con mắt nó muốn trận trắng luôn, mà trái tim nó đánh muốn rớt ra, mà nhờ bao bốn cháu này đó, trời Phật cũng khiến bốn cháu này là cũng như Bồ Tát rồi, thành ra chở cho tôi đây tôi làm. Lô tôi không có riêng biệt gì ai hết, làm lo cho bá tánh. Thành ra đến đây xin dứt lời khuyên rằng quý vị trong và ngoài nước và đất nước Việt Nam mình và nước nào cũng vậy, nhớ cúng lại, ăn chay cúng lại, niệm Phật. Mà vừa qua cái nhà sư mà đi khắc thực đó là nhà sư đó thực thi theo cái gương hạnh của Đức Phật Thích Ca. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca ngài cũng là bỏ lầu đài điện cát, bỏ vua để lo tầm đạo mà đi tu, sau ngài đắc đạo. Thành ra nhà sư này lội bộ thì giống như cái gương hạnh của Đức Phật Thích Ca và các vị tổ gọi là Mục Kiền Liên hay là hoặc Xá Đầu Lợi Phất, Xá Đầu Lâm Phất hay là Phú Lâu Na, gọi là coi như là các vị tổ đó đó quý vị. Thành ra nhiều khi quý vị người ngoài không biết cái gương hạnh của quý vị, người ta tu nó không biết hạnh gì. Tôi xin giải thích ra đúng là này là nói truyền theo của gương hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khinh nhi dứt lời cầu nguyện cho trong và ngoài nước, phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ, cầu cho trực giảng Tây Phương và Đức Phật và Đức Thầy ban cái phước lành cho quý vị được có tài, có lộc, có phước, có đức để trợ giúp cho ba tánh. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đà Phật.